Năm đã học tại Trixel thì anh có cảm nhận gì? Về cái gì? Về tất cả mọi mặt. Diễn lại yên à? At least cũng phải bảo là về cái gì để em trả lời được kìa. Đời sống tinh thần. Tốt. Tốt ở mặt nào? Mọi mặt. Đời sống học tập. Cũng được. Được cái mặt nào? Mặt. Vô duyên quá. Quá tốt. Hỏi. À, anh có dự định gì cho năm học sắp tới? Anh có kế hoạch gì? Nói tiếng miền Trung. Anh có kế hoạch gì? Dự định gì, kế hoạch gì cho tháng từ tháng 9 tới? Tháng 9 à? Bây giờ là tháng 3. À nhầm. Bây giờ là tháng 4 con tháng nữa. Ủa tháng 9 lúc đấy mình đi học mà. Chỉ nên cứ là đi học. Anh định dự định lấy những lớp nào? Thôi rồi. Trời ơi. Biết biết. Từ tháng 9 mình. Thử chị đi có. Chị nghe anh là chuyện có. Cho tất cả những ai chưa biết, đó là anh Thạch đã chuyển cố sang Spring Summer. Ồ thế á. You don't know.
know. Oh my god. Giờ thế đừng theo vi. Nào hỏi cứ tiếp đến next question. Tại sao anh lại chuyển sang chuyên tâm rồi? Để cùng câu ó với một người ăn đến mà anh thích. Oh my god. Oh my god, người đó là ai? Người cũng vừa chuyển câu ó. Oh my god. Họ đã chuyển tên anh. Mọi người có thể biết là ai. Nhưng người đã chuyển câu ó sang không bây giờ? Để chuyển sang Spring Summer. Ồ, tưởng anh Thạch chuyển sang Spring Summer vì đấy chuyển lại một con pin. Cắt, edit đã. Nhung, hỏi tiếp đi. Hỏi đi. Anh đã có những kỷ niệm là vui gì trong năm nay với bọn em? Nhiều quá. Hãy kể một kỷ niệm. Đừng khóc. Muốn đi đâu ra? Cắt đi. Câu hỏi tiếp. Nga nga. Trả lời cô trước đi. Nói nhiều quá à. Ví dụ á, tặng quà Noel. Anh có nhận quà gì? Ai tặng anh? Và anh tặng ai? Cái gì? Năm đầu tiên là anh tặng Nhung một, hai con vịt. Một đôi dép vịt. Thế thôi. Năm nay? Năm nay mình tặng Dan đi vậy. Đâu? Ai tặng anh? Thành Tô. Ồ, anh có satisfy món quà đấy. Nói đến 2 tuần trước anh mới lập xong cái món quà. Ok, còn câu hỏi gì nữa không? Nhanh cơm nguội rồi. Với tất cả mọi người không? Mọi người đang xem video này. Chào thân ai và không phải anh muốn điều gì muốn nói bọn em không? Năm tới là mỗi người một nơi rồi. Có lời khuyên gì cho các em cần phải đi xa không? Nhớ bảo trọng. Cái này là về cái gì? Hả? Cái này về cái gì? Video clip cuối năm. Bây giờ đang giữa năm rồi. Tháng 6 này mọi người về Việt Nam rồi. Coi như là hết năm. Đấy. Anh thôi em cuộc phỏng vấn anh hãy làm một bộ mặt cute cho cả nhà xem nào. Không nghĩ là thôi bây giờ lại phồng mồm phát. như thế nào nhanh lên, phần đấy ai phải làm ấy. Bạn Việt Phùng hãy cho tớ biết là sau một năm học tại Rick rồi bạn có cảm nhận gì? Ngồi cười. Hả mồm. Nguyên. Sao không có gì đáng nhớ đến vậy? Chết sợ. Nói đi. Cảm nhận của bạn sau một năm học tại Trixel à hai năm nhầm cảm thấy mệt và đau răng. Cảm giác của bạn người
đến người đi, nhưng có một số thứ vẫn ở lại. Thôi chuyển đi. Bạn đã gặp chuyện gì vui? Chuyện vui à? Biết một con chim lợn, một con thỏ, một con trồn, một con chuột, một con mèo, nhiều con khác nữa. Em chỉ biết hai con gái và con trai. Thế chuyện buồn là gì? Ai cũng có những lúc buồn. Đặc biệt là những lúc buồn đi. Buồn mỗi buổi sáng. Sáng nào cũng buồn. Sáng nào cũng mang điện thoại ra buồn đấy ông nửa tiếng. Yêu cầu là đây là câu hỏi của bạn Nga nên bạn tuyệt đối đừng có mong mà trả lời. Ok ok, thế là năm nay của bạn đã rất là thành công rồi. Đợt sắp tới thì bạn chuẩn bị đi sang London học study abroad. Lít. Chưa có phải là decision. Nhưng mà lít có phải là ở Anh không? Mà tớ nghĩ là chưa. Ở Anh thì có đến London không? Ở Anh thì cũng không phải ở London. Ở London thì là ở Anh. Ở Anh. Lít ở Anh. London ở Anh, nhưng mà Anh không phải là lít. Anh. Thế sống xa London à? Ồ, tôi không hỏi nữa. bạn chuẩn bị ở xa ba số nhà 323 North 33 North 33 Street. Bạn có cảm nhận gì? Bạn có cảm nhận gì? Bạn có muốn nói lời nào với những người ở lại không? Nói gì với hai đứa đấy tiên à? Chết rồi. Bạn có cảm nhận gì? Bạn có muốn nói lời gì ở số nhà 423 North 33 Street không? Bạn sai. Bắc thật gì đâu. Thôi ngay. Thế với những bạn như là con trồn, con chuột thì hai chú mèo thì bạn có muốn để lại lời gì không? Có phỏng vấn này đâu. Trồn hôi mèo hôi. Hả? Cầm cái này như kiểu không trả lời lắm ấy nhở. Mình dù có đi đâu ở đâu mình sẽ luôn nhớ về các bạn. Hãy gửi quà về cho chúng mình. Em ơi, mở anh đắt lắm. Quy luật Amazon ấy. Amazon gửi từ anh. Amazon ở đây xin ship ấy. Xấu tính này. Này. Sau năm đầu tiên qua Mỹ, bạn có cảm nhận gì? Mình chả thấy cái gì kìa. Sao đến lượt bạn mà bạn lại im lặng ngừng? Mình trả lời lên thế. Thế đến Mỹ có điều gì khác với Việt Nam? Gặp khó khăn gì khi qua Mỹ? Những khó khăn bạn gặp phải có làm bạn đau đầu hay không? Có lúc nào bạn đã bị mắc bệnh tự kỷ hay chưa? Trong thời gian ở đây thì mình đúng là có gặp rất nhiều khó khăn trong quãng thời gian đầu tiên xa nhà. Những khó khăn... Nói kiểu phim trưởng đi. Không, anh nói kiểu người lớn. Nói chung là trong cuộc sống thì ai cũng sẽ phải trải qua những giai đoạn khó khăn như thế này. Nó sẽ giúp con người ta... Bạn tưởng quá. Nó sẽ giúp con người ta suy rèn được những cái bản lĩnh và giúp cho người ta sống tốt hơn. Tôi vợ. Thì cái hôm phỏng vấn con kia ông thế là gì? Anh thấy vợ bỏ sư. Anh thấy vợ.
trong cuộc sống. 2, 3. Trong cuộc sống thì trong cuộc sống thì chúng ta sẽ luôn luôn phải đối mặt với những khó khăn, thử thách. Khó khăn đấy có thể đến từ rất là nhiều yếu tố, rất là nhiều hoàn cảnh khác nhau. Tuy nhiên là nếu như chúng ta có thể vượt qua những cái khó khăn đấy, biết vượt lên chính mình, thì tôi tin là bạn sẽ thành công. Nhưng mà câu hỏi là khó khăn gì? Mày sẽ làm nhau cuối năm à? Trả lời đúng đấy. Thế mới là cán bộ. Chứ cán bộ là phải trả lời kiểu đấy. Nhưng mà ấy chưa là cán bộ. I'm so sorry. Trả lời lại đi. Thôi chuyển câu hỏi khác. Dạo này còn hỏi xoay nắp xoay không nhỉ? Không được trả lời đi. Bạn sau một năm thì những chuyện vui của bạn... bạn muốn kể gì với mình không? Bạn sau khi trở về Việt Nam, bạn sẽ nói với bố mẹ và người thân của bạn là Drexel như thế nào? Câu đầu tiên khi gặp bố mẹ ở sân bay thì việc đầu tiên mình sẽ làm là chạy lại ôm chầm với bố mẹ và nói cái điều mà mình lâu nay mình đã không nói. Mình muốn nói là mình rất yêu bố mẹ. Lắc đấy rồi. Mình sẽ cố gắng làm tất cả mọi điều để bố mẹ mình có được một cuộc sống hạnh phúc. Chào bạn. Cảm ơn. Thế bạn không nói về Rixel đã mang lại những gì cho bạn hả? Nói giảm, nói tránh, nói lảng đi là biết rồi. Hãy be honest. Rixel. Thôi, câu hỏi này tạm dừng tại đây. Có một người nào đó sẽ chuẩn bị đi xa và bạn sẽ phải ở đây một mình. Bạn có cảm thấy buồn không? Bạn có muốn năm thời gian bây giờ trôi nhanh không? Dí một mồm làm việc. Ý bạn là thời gian trôi nhanh tính từ thời điểm nào? Từ đây đến lúc bạn ấy đi hay là từ lúc bạn ấy đi đến lúc bạn ấy về? Từ đây cho đến lúc ấy về. Biết nói thế nào nhỉ? Đôi khi trong cuộc sống có những cái việc có những sự kiện đối lập với nhau mà chúng ta không thể tránh được. Đại loại như là mình vừa muốn thời gian thôi chậm lại mình có thời gian ở bên cạnh bạn ấy được lâu hơn, nhưng mình cũng vừa muốn thời gian trôi thật nhanh để mình được về đoàn tụ với gia đình. Tính trung bình ra thì cộng vào chia đôi thì nó vẫn hòa, tức là thời gian chơi vẫn cứ 24 tiếng một ngày, 7 ngày một tuần vậy thôi. Nhạt quá, nói xong chẳng ai cười cả. Thôi thôi mình bạn à, thế bạn à, khi về summer thì bạn ở Việt Nam thì bạn có kế hoạch gì chưa? Mình sẽ chơi. Chỉ chơi thôi sao? Thật là không giống với khẩu ngữ của học sinh Việt Nam tại Drexel. Văn Lan. Đi về summer nhớ tìm việc làm nghe chưa? Phải ghi vào resume nữa. Thật ra làm việc, đến công việc, ta đến công việc là cái niềm vui, là cái niềm sự cống hiến. Chứ mình nghĩ là ghi vào resume thì thực dụng quá. Mình cũng sẽ làm như thế đúng không? Nếu là mình thì mình sẽ chọn một công việc ở đó mình cảm thấy yêu thích, mình cảm thấy muốn gắn bó với nó. Công việc là gì đó làm tốt cho xã hội. Ví dụ như là? Mình chưa nghĩ ra. Tạm thời thì mình chưa nghĩ ra, nhưng mà mình tin là mình sẽ tìm ra câu hỏi trong thời gian sớm nhất có thể. Câu hỏi trả lời trong thời gian sớm nhất có thể. Cảm ơn bạn. Cuộc phỏng vấn của bạn kết thúc tại đây. Bạn nhớ cắt. Thôi, cắt đi. Không, anh này, ai cũng ấy rồi. Ai cũng sau 2 năm đi học ở Drexel, bạn cảm nhận gì về ngôi trường?
Anh thề thằng này nó mới lên làm MC thì cả hội trường cứ im lặng rồi cười, tự động cười với nhau. Bạn có 5 giây suy nghĩ, bắt đầu. Bạn có thể nhắc lại câu hỏi đúng không? Sau 2 năm ở Rách Sâu, bạn có suy nghĩ gì về ngôi trường? Quay mèo, quay mèo, quay mèo. Rồi. Mình có rất là nhiều suy nghĩ. Không thể nói hết trong 1 giây, 1 phút như thế. Nhưng mình cứ đang nghĩ cái này thì bị cái khác nó nhảy vào, nên mình không nghĩ kịp hết. Mình sẽ có cơ hội chia sẻ với các bạn sau, trong những chương trình sắp tới. Rồi, cho qua câu hỏi thứ hai. Sau 2 năm quen với Nhung, bạn thấy gì nhỉ? Tính đẹp nhất của Nhung và tính xấu nhất của Nhung. Làm gì mà tính đẹp? Tính đẹp của Nhung nhiều quá. Không kể hết, mà tính xấu của Nhung thì cũng ít quá, mình cũng không biết được nào mà kể. Nhiều hơn. Bạn cho tới trả lời. Thực ra thì tuy là không được biết Nhung một thời gian lâu như Tùng, mới chỉ quen Nhung được gần 9 tháng thôi, 8 tháng thôi. Nhưng mình thấy là Nhung là một con người, nói chung là ai cũng có những cái xấu và những cái tốt. Có những người thì tốt nhiều hơn xấu, và có những người thì xấu nhiều hơn tốt. Riêng Nhung thì mình chả thấy tốt gì, chỉ có xấu thôi. Không quay Tùng nữa, chả liên quan. Đang phỏng vấn Tùng. Ừ, không biết là sao em cắt thôi. Rồi, sau 2 năm học Rexo, bạn thấy kỷ niệm nào đáng nhớ nhất? Lại bị nước. Nho. Đang lên TV đấy. Tập trung đi, anh này muốn cười à? Căng thẳng thế. Networking. Hiện giờ trong đầu mình không nhớ ra cái gì cả. Thôi, là anh còn thế thì thôi, không phỏng vấn anh nữa. Xin chào bạn Tùng. Rồi. Tiếp câu hỏi lúc nãy. Sau 2 năm học rất sợ. Bạn thấy kỷ niệm gì đáng nhớ nhất? Sao cái mũi đúng mắt Tùng này mà thấy? Em ơi, hay là không cần nó trả lời, cứ thế đưa cái này lên clip. Mình trong 2 năm học ở Drexel đã có rất nhiều những người bạn làm tốt. Và chúng mình đã có rất nhiều những kỷ niệm đáng nhớ với nhau. Kỷ niệm nào đáng nhớ đối với mình cả? Ví dụ. Kỷ niệm nào đáng nhớ bây giờ? Kỷ niệm đáng nhớ nhất mình khó quá. Ôi, chọn một... kèm đáng nhớ nhất đi. Thôi cuộc sống là mình nghĩ sự lựa chọn. Bạn hãy chọn ra một cái và kể về kỷ niệm đấy. Chẳng lẽ bây giờ kỷ niệm không phải có một kỷ niệm nào mà bao gồm tất cả mọi người. Bây giờ mình kể một kỷ niệm với người này người kia. Tỏ cái tay ra. Trời đất ơi, là môi kìa, tay mọi người. Ừ, thôi được rồi. Kỷ niệm với Nhung đi. Ừ, thôi kỷ niệm mà với người bạn gái 2 năm của mình. Bạn người bạn gì nhỉ? Của tình đầu tiên. Em sao mũi Nhung bóng ấy nhỉ? Anh vô duyên. Tôi dừng lòi cái mũi. Nói đây. Nhung đang chờ. Mình với Nhung gặp nhau 24/7. Nên là đối với mình thì mỗi giây, mỗi phút bên cạnh Nhung đều là một giây phút đáng nhớ. Tầm. Nói dối. Thôi qua đi. Qua đây cái câu sau 2 năm thì Trixel đã mang lại cho bạn những gì? Rồi, trả lời. Lấy đi của bạn những gì? Sau 2 năm thì Drexel đã lấy đi. Sau 2 năm thì Drexel đã cho bạn những gì và lấy đi của bạn những gì? Mình xin trả lời phần lấy đi trước. Sau 2 năm của Drexel thì mình đã không còn sự tự do mình mong muốn. Mình đã không còn. Lấy đi của bạn mấy chục nghìn.
còn một vế nữa. Hai năm Rexel mang lại cho mình những kiến thức quý báu và cơ hội được hoạt động xã hội, cũng như là tạo cho mình sân chơi lành mạnh. Nhưng mà thằng này trả lời thằng này điêu quá. Chúng trả lời đi thi hoa hậu. Những người bạn chân thành, những kỷ niệm đáng nhớ. Em xin hết. Cô cửa miệng, cô cửa miệng. Em ơi, nhưng mà chưa hỏi hết, từ từ. Cắt cái đoạn đấy cho lên thì biết đâu. Câu cửa miệng của bạn là gì? Câu cửa miệng của bạn. Trinh trọng, linh lòng, tinh tâm. Mình là video editor cho video này. Tên mình là Nhung Thảo. Chắc chắn là mọi người tất cả đều biết rồi. Những người tắt người ta lại biết rồi. Không cần phải thấy đâu. Dùng ra nữa. Không được cười. Bây giờ bắt đầu phỏng vấn của mình. Mình tự đặt tự phỏng vấn. Hỏi đi. Bạn làm video này bạn có điều gì muốn nói nhất, muốn chia sẻ với tất cả mọi người? Bạn có thể... Trong thời gian tới thì những người mà được tác video clip này, chúng ta sẽ phải ra rời nhau. Rời rời nhau thì rất là buồn. Nhưng mình quyết định làm một video này để mong các bạn luôn luôn playback, để nhớ lại chúng mình đã có một thời gian rất là vui vẻ bên nhau. Rất là cảm động. Rất là cảm động, rất là cảm động. Hai bạn có câu hỏi gì cho Nhung không? Bạn qua một thời gian ngắn gần nhất thì bạn thấy tớ là người như thế nào? Bạn có điều gì mà nói về tớ trước khi chúng mình sáng nữa? Sau một thời gian ngắn quên biết biết. Sau một thời gian ngắn quen biết Việt, mình tự nhận xét là Việt là một con chim lợn. Nó bay được rất xa, rất nhiều thông tin quý báu. Ngoài ra chim lợn được đổ vô duyên. Người mà các bạn vừa được chứng kiến là anh Thạch. Vô duyên. Cắt edit. Nhớ giữ bản không nghe đi. Theo mình thấy thì Việt là một người rất là chim lợn. Mà con chim lợn này thì khả năng chim lợn của nó rất là cao. Từ Việt Nam sang châu Mỹ, America. Đây là châu Mỹ mà. Bắc sang Nam, từ Đông sang Tây. Từ Bắc thôi đi con. Cho đến Nam North side. Ngược mũi. Quan trọng. Edit. Thực ra thì mình thấy bạn Việt cũng là một con chim lợn khá là thú vị. Tuy nhiên là mình không nhìn thấy sự thú vị đấy. Mong mọi người được hỏi câu mình câu này. Câu trước đã câu sau chính chắc. Bạn ơi, nhưng mà ý mình muốn hỏi về ngoại hình của mình cơ. Thì mình sẽ xếp bạn vào hạng C. Thì A, B, C là thứ ba là phải thích hợp. Không, tớ tưởng bạn chấm điểm từ dưới lên. Thôi, nhạt quá, đừng có cứu vãn. Cắt hết đoạn này đi. cho tiếng beep vào hết. Không phải beep mà là cái gì mà tiếng kiểu tiếng gì nó nhanh 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 ấy. Hỏi nó đi, hỏi nó đi. Rồi tiếp. Bạn nghĩ gì về mình? Chim sâu. Câu này cũng nhạt không kém. Thôi câu khác đi. Rồi. Trong 2 năm học ở Drexel, bạn thấy kỷ niệm nào làm bạn vui nhất? Toàn câu này đấy. Suy nghĩ của từng người khác nhau. Vui thì ngày nào mình cũng vui. Mình cũng vui. Vui thì phải đông người mới vui. Điều nào càng đông càng vui. Cho nên là mình cảm thấy mình đi chơi rất nhiều với rất nhiều dịp vui. Edit. Anh không sợ lắm. Anh không sợ lắm. Bắt cho hứng. Trả lời lại. Vui thì phải đông người mới vui. Mình chưa rất nhiều, có rất nhiều chuyện vui. Đi hái dâu hụt vui. Đi sinh nhật mình vui. Sinh nhật Tùng vui.
nói chung là nhiều chuyện vui lắm, mọi người nói hết rồi. Giờ nói ra thì không còn chỗ interview cho mọi người khác. Pass. Ừ, tớ có một câu hỏi. Bạn có thể kể đôi điều về tuổi thơ dữ dội của bạn nữa. Ở cấp 2 không? Video này không nói về tiểu thơ. Tuổi thơ, tuổi thơ. Mình tuổi thơ của mình. Nè, phát tiếp. Làm sao mà thế thì chết. Anh ngứa họng đấy. Anh muốn ho quá. Mấy phóng viên này vỗ duyên quá. Mời đến phỏng vấn mà chẳng hỏi cái gì cả. Để mình nghĩ câu hỏi nào. Quay trở lại với bạn Nhung và chúng tôi đang rất muốn biết những kế hoạch tương lai của bạn như thế nào. Mình sẽ phải học đến hết tháng 9, đến đầu tháng 9 mới xong. Mùa hè có khá nhiều dự định rồi, nhưng mà từ tháng 9 trở đi mỗi người một nơi rồi. Mình sẽ về Việt Nam làm cho một công ty mà... Thôi, nói lại đi. Mình sẽ về Việt Nam... đi làm intern 6 tháng. Trong thời gian làm intern thì mình sẽ ăn chơi nhảy múa. Mình có kế hoạch đi du lịch châu Á, vòng quanh châu Á. Không phải là vòng quanh châu Á, một vài nước ở châu Á. Và khi quay lại mình hứa sẽ mang cho các bạn nhiều quà. Thôi bây giờ mình sẽ mình thích một phỏng vấn các bạn khác vậy. Dự định của bạn trong 3 tháng hè là gì? À thôi, nghe hỏi rồi. Dự định của bạn là sau khi năm học này kết thúc là gì? Năm học này kết thúc là tháng 9 kết thúc đúng không? Ừ. Đi Anh. Đi Anh rồi quay trở về học tiếp. Xong rồi sẽ về Cali làm câu óc nếu được. Trong thời gian đi Anh thì hãy luôn update blog và Facebook, post Facebook. Video lên cho chúng mình nhé. Nhớ đừng quên là gửi quà từ Anh về cho chúng mình nhé. Ok. Ô, Nhung ơi. Bạn ơi, kế hoạch của bạn trong năm học tới là gì? Học. Năm học tất nhiên phải đi học rồi.